Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với tất cả các bạn. Ở cái cuốn video này thì Đỗ Chí sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn là cây hoa mẫu đơn là mình trồng ở trên chậu, trên bồn nó tốt hơn hay là trồng ở dưới đất tốt hơn. Thì hôm nay Đỗ Chí sẽ làm cái video này để Đỗ Chí chia sẻ đến tất cả các bạn. Rồi Đỗ Chí xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi nhé. Ở cái vấn đề đầu tiên, cái câu hỏi đầu tiên thì các bạn thường xuyên hỏi Đỗ Chí trong thời gian qua là các bạn hỏi là cây mẫu đơn á, là mình trồng ở trên chậu, trên bồn hay là mình trồng ở dưới đất cho nó giống như tự nhiên, thì cái cây mẫu đơn mình á nó sẽ phát triển tốt và bền hơn. Thì ở cái cuốn video này thì Đỗ Chí sẽ xin chia sẻ đến tất cả các bạn cái kinh nghiệm thực tiễn mà nhà vườn của Đỗ Chí đã làm trong suốt thời gian qua. Thì riêng đối với bản thân nhà vườn Đỗ Chí thì cũng trải qua một cái thời gian rất là lâu rồi. Thì nhà vườn của mình đó làm rất là nhiều cái tác phẩm cây hoa mẫu đơn mà hoàn toàn nhà vườn của mình đó trồng là 100% là đều trên chậu hết. Như thế này đây các bạn. Đây, số lượng mẫu đơn của vườn nhà của Đỗ Trí thì hiện tại thì lên tới con số là hơn 1.000 gốc rồi các bạn. 1.000 gốc cây cây lớn nhỏ và nói chung là cây cũng tương đối khá như thế này. Thì hoàn toàn là các bạn xem qua và thì các bạn nào có theo dõi cái kênh của Đỗ Trí thì các bạn cũng đã biết là vườn cây của Đỗ Trí là trồng hoàn toàn ở trên sân thượng. Và là trồng hoàn toàn là trong những cái chậu, và những cái chậu đặc biệt là những cái chậu nó không có to lắm luôn các bạn. Thì để hôm nay thì Đỗ Chí chia sẻ mà cái lý do tại sao mà các bạn có cái suy nghĩ là mình trồng dưới đất nó sẽ tốt hơn và nhiều cái chất chất ăn hơn, và tại sao thì vì mình trồng cây đơn này là ở trên chậu. Thì thật ra thì là khi một cái cây cây mẫu đơn mình đã đánh truyền từ trong dân về, thì khi mình đã trải qua cái quá trình mình thần sống cái cây, thì cái việc quan trọng nhất á thì là không phải là mình trồng ở cái nơi nào nó có cái chất ăn nhiều hay là không, mà cái quan trọng mà để quyết định cái sự mà tốt và sự phát triển nhanh của cái cây mẫu đơn á là sau khi cái quá trình đó là mình đã đánh chuyển từ trong dân về, mình đã có xử lý tốt cái việc là nước phân bón và cái thức ăn cho cái cây ấy là bằng phân bón các bạn, và mình trồng cái cây nó cái đúng quy trình chưa, thì đó là cái vấn đề ấy là mình sẽ quyết định được cái cây ấy, nó sẽ phát triển nhanh hay là chậm, chứ không phải là nhất thiết là ở trồng ở trong cái điều kiện dưới đất tự nhiên hay là trồng ở trên chậu trên bồn gì cả. Thì đối với mình ấy là tùy theo cái thổ nhưỡng và cái điều kiện của các bạn, thì các bạn cứ cứ chọn cái nơi trồng. Ví dụ như các bạn mà nhà vườn có đất có vườn rộng thì mà mình làm những cái bồn hay là những cái bể chậu á mình trồng luôn ở dưới đất á thì cây cũng nó cũng rất là phát triển, chứ không nhất thiết là mình phải đem lên chậu. Tại vì có một số các bạn hỏi á thì tại sao thấy cái vườn cây mình nó mình trồng ở trên chậu thì cây nó tốt quá, thì các bạn hỏi là có nên là cây ở nhà của em là có nên là nhổ lên để mình trồng vô vào chậu cho nó tốt hay không, thì mình xin chia sẻ với các bạn á, thì nếu như các bạn có muốn cái nhu cầu để mình chơi cây trên chậu để mình trưng bày ở những cái góc nhà, hay là mình mang những cây để đi chơi đến những cái câu lạc bộ sinh nhật cảnh để mình chơi, thì mình nên mình chuyển vào chậu để mình làm. Còn nếu như các bạn trồng mà để trang trí ở sân vườn hay là trang trí cố định thì các bạn cứ cứ để tự nhiên ở như vậy, mình không có cần thiết là mình phải nhổ lên chậu để cho cây nó tốt đâu. Còn cây nó tốt á thì hút được cái dưỡng chất lên lên tốt ở trên cái cây, và mình có bón phân định kỳ, mình cho cái cây nó uống nước tốt thì nó vẫn là tốt thôi các bạn. Rồi các bạn hỏi là tại sao Đỗ Chí trồng trồng ở trên cái chậu nhỏ
chậu bé nhỏ thôi, nhưng mà cái cây nó lại phát triển tốt. Thì cơ bản là mình đã trải qua một cái quá trình là mình thừng cái cây nó sống, nó sống khỏe rồi mình ép cái chậu cho cái cây nó sống trong cái môi trường chậu nhỏ, từ từ nó sẽ quen. Cái kỹ thuật mà mình xử lý cây mới đánh chuyển từ trung dân về, từ cái phôi hay là từ cái cây bóng tán, thì các bạn vào cái trang chủ cá nhân YouTube của Đậu Chí á, thì có những cái clip mà Đậu Chí hướng dẫn trồng và chăm cây thì rất là cụ thể, thì các bạn có thể theo dõi thêm ở cái phần phần đó. Rồi ở video này thì Đậu Chí không có nói nhiều về cái vấn đề là cái kỹ thuật trồng. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà nhà vườn Đậu Chí đã đúc kết được từ việc làm thực tiễn, và cũng có chia sẻ và tham khảo ý kiến của một số nhà vườn cây hoa mẫu đơn ở các tỉnh thành Bắc Trung Nam. Thì hôm nay thì Đậu Chí làm cái video này để chia sẻ đến tất cả các bạn như thế. Thì cuối video thì Đậu Chí xin chúc tất cả các bạn sớm có những cái tác phẩm cây hoa mẫu đơn đẹp trong tương lai. Và các bạn xem kênh YouTube của Đậu Chí á, nếu thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh của mình á cho nhiều bạn bè khác cùng cùng xem và cùng đăng ký, để Đậu Chí có thêm cái động lực và biết các bạn á có cái nhu cầu gì về cái cây hoa mẫu đơn, thì để Đậu Chí sẽ làm những cái video thực tế để Đậu Chí chia sẻ tiếp cho các bạn. Rồi Đậu Chí xin trân trọng kính chào.